Dạ vâng, em Hương chào cả nhà nhé. Lên báo giá nhanh một số mẫu bếp ga để bán hết cái dãy cũ đi để mai lại tiếp tục về hàng mới các anh chị ạ. Cả nhà đang xem thì ủng hộ em Hương một nốt like, một nốt đăng ký kênh các anh chị nhé. Bác nào mà chưa mua được bếp thì nên mua bếp ở những cái thời điểm như thế này ạ. Tháng 7 chúng ta mua bếp, mua lửa, mua may mắn. Không có kiêng cái gì thì kiêng, chị em cứ nghĩ là không nên kiêng mua bếp. Còn bác nào mà kỹ quá thì chúng ta cứ tham khảo đi, xong chúng ta xem ưng cái mẫu nào thì liên hệ cho em nhé. 0359014200 là số của em Hương ạ. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì sẽ báo giá một số mẫu bếp ga. Em Hương chỉ báo giá nhanh thôi, còn bác nào mà ưng cái mã nào thì chụp màn hình lại giúp em với ạ. Video tối của ngày mùng 5 tháng 8, ngày mai mùng 6 tháng 8 lại tiếp tục về hàng tiếp. Bác nào mà đang tìm kiếm những cái chiếc bếp nào mà chưa có, em Hương chưa có lên trên kênh thì gọi cho em Hương để ngày mai em Hương chọn mẫu cho các anh chị ạ. Một chiếc bếp đến từ nhà Zinai, dòng mặt kính full chức năng các anh chị nhá. Em Hương sẽ quay sát lại cái mặt bếp cho các anh chị có thể nhìn này. Hàng nghìn ngôi sao trên đây đúng không ạ? Rất là đẹp luôn các bác ơi. Rất là đẹp luôn ạ. Đẹp cầu thang sang phòng bếp. Hai vật dụng không thể thiếu trong mọi gia đình, đó là những chiếc bếp ga Nhật và những chiếc nồi cơm nội địa Nhật đấy ạ. Mã này thì thuộc cái dòng phun chức năng, dòng cơ bản hay dòng phun chức năng thì đầy đủ các cái tính năng an toàn. Tự động tắt bếp khóa ga khi nồi cạn nước, khi gió thổi và khi nước trào. Cái tông màu rất là đẹp luôn. Không quá tối đâu ạ, tại vì cái thân dưới đã màu sáng rồi, mặt trên mặt đen thôi. Bác nào mà thích cái sự sạch sẽ, không thích màu quá sáng thì cái chiếc bếp này là một cái sự tham khảo rất là tuyệt vời. Giá thì chỉ có 3,8 triệu thôi các anh chị nhá. 3,8 triệu một chiếc bếp dòng mặt kính phun chức năng. Tim cảm biến chạm đáy nồi, đo nhiệt độ dưới đáy nồi. Khi nhiệt độ lên đến 200 độ thì sẽ giảm nhỏ lửa, 250 độ thì sẽ tắt bếp. Chia lửa là bằng đồng ạ, còn cái kiềng là bằng thép không gỉ nhá. Cái bo viền ở đây là bằng kim loại, mặt kính lau chùi rất là sạch. Chiếc bếp đến từ nhà Zinai có mã số là X630. Điều chỉnh độ to nhỏ của lửa bằng cần gạt như thế này. Bật bếp là công tắc phím nhấn này, đây là khay pin ạ. Góc bên trái của các bếp thì góc nào cũng sẽ là khay pin. Tùy chỉnh nhiệt độ trên rán, nấu nước, nấu cơm, nấu cháo. Có đồng hồ hẹn giờ bếp trái, bếp phải, hẹn giờ lò nướng luôn. Một đồng hồ nhưng chúng ta có thể hẹn cả ba bếp nhé. Mã T1 em Hương bán với giá đó là 3,8 triệu đồng. Anh chị nào ưng cái mã này thì chụp màn hình lại giúp em Hương ạ. Sang cái mã số T2 các anh chị nhé. T2 đó là một em bếp gọi là dòng bếp nồi đồng cối đá của nhà Paloma đấy. Một em môi chè, cũng là dòng phun chức năng. Em này thì là dòng mặt men thôi. Dòng mặt men, dòng kiềng của Paloma thì rất là dày dặn và chắc chắn rồi ạ. Chia lửa thì bằng đồng. Chúng ta nấu nướng xong, chúng ta chịu khó vệ sinh lau chùi thì kể cả mặt kính, mặt sơn hay mặt men thì mặt nào cũng sẽ sạch và cũng sẽ mới thôi. Đấy, chiếc bếp này thì cũng là dòng phun chức năng. Đồng hồ hẹn giờ cho cả ba bếp luôn ạ. Nấu cơm này, nấu cháo, tùy chỉnh nhiệt độ trên rán. Góc bên trái sẽ là khay chứa pin nhá. Mã T2 này thì em Hương bán với giá đó là 3,2 triệu thôi các anh chị ạ. Video này thì em sẽ nói nhanh, giới thiệu một số mẫu bếp còn ở trong kho này. Sang mã số T3, bác nào mà thích cái dòng không lò nướng thì có thể lấy cái mã này nhá. Một chiếc bếp dòng không lò nướng. Không lò nướng thì sẽ không có nhiều mẫu giống như là có lò nướng đâu. Chúng ta có thể mua dòng có lò nướng để cho cái giá thành nó sẽ gọi là rẻ hơn. Dòng không lò nướng thì cũng sẽ đắt hơn vài trăm ngàn nhá. Một chiếc bếp đến từ nhà Zinai. Em này được sản xuất năm 2022 ạ. Chiếc này em Hương đang bán với giá đó là 2,9 triệu các bác nhé. 2,9 triệu cái mã bếp ga này. Những cái dòng đời cao của nhà Zinai hay là Paloma thì chia lửa đều bằng nhôm hợp kim hết rồi ạ. Không còn bằng đồng nữa đâu. Zinai thì chỉ có nhôm thôi. Đời thấp hay đời cao thì là đều bằng nhôm hết ạ. T3 2,9 triệu đồng ạ. Rồi em còn một chiếc hình hộp chữ nhật này nữa thôi này. Bác nào mà thích bếp hình hộp chữ nhật thì em chỉ còn một chiếc như thế này thôi. Ngày mai hàng về thì chắc là mới sang có cái màu khác. Còn bây giờ thì chỉ còn một chiếc màu xanh xanh dương như thế này thôi ạ. Đấy, bác nào mà thích cái phong thủy màu xanh thì có thể lấy cái chiếc bếp này nhá. Một chiếc bếp đến từ nhà Osaka Ga, cũng là thuộc cái dòng phun chức năng. Mặt kính chúng ta lau chùi vệ sinh rất là dễ, bo viền bằng kim loại đấy ạ. Bếp bên trái thì sẽ có các chế độ nấu cơm, nấu cháo, có đồng hồ hẹn giờ. Tối đa các anh chị sẽ hẹn được 99 phút ạ. Sang bên bếp phải thì tùy chỉnh nhiệt độ trên rán 160 đến 200 độ C, nấu nước 3S và có đồng hồ hẹn giờ lò nướng luôn nhé. Lò nướng thì chúng ta sẽ hẹn được 25 phút các bác nhé. 25 phút rất là tuyệt vời đúng không ạ? 3,2 triệu đồng cho cái mã bếp ga này. Bác nào ưng thì chụp màn hình lại gửi qua cho em Hương với ạ. Sang một cái chiếc bếp dòng mặt men phím vặn của nhà Paloma. Cái chiếc này thì cũng thuộc là cái dòng bếp đời cao đấy. Đấy, chiếc này
sản xuất vào năm 2021 nhé. Các anh nhìn là các anh chị, mời các anh chị cùng theo dõi cái họa tiết ở phía mặt trước cũng còn rất là đẹp ạ. Ở ngoài cái mã T3 ra là mã không lò nướng ấy, thì những cái mẫu em Hương vừa giới thiệu đây là đều là có lò nướng nhá. Mã T5 này sản xuất vào năm 2021, chia lửa là bằng nhôm hợp kim, cái bích chắn dầu ở trên là bằng inox, rất là đẹp đây đúng không ạ? Đây, mã này thì em bán với giá đó là 2.800.000 đồng thôi. Có một cái khay nướng ở dưới rất là tiện lợi luôn. Em chỉ đi qua nhanh thôi nhá, video báo giá nhanh. Ngày mai hàng về cực kỳ là nhiều mẫu luôn. Sẽ tiếp tục lên trên kênh báo giá cho các anh chị tiếp theo ạ. Thêm một mã số dòng đời cao. Chiếc này sản xuất vào năm 2022 các anh chị ạ. Nhưng mà chiếc này là dòng mặt sơn nhá, dòng mặt sơn tĩnh điện. Mã này thì em bán với giá đó là 2.600.000 thôi. 2.600.000 đồng cái mã bếp tay này thôi ạ. Thì nhấn là công tắc bật bếp này, chịu khó sau khi nấu nướng xong chúng ta vệ sinh, chúng ta lau chùi thì bếp nhà mình lúc nào cũng mới, lúc nào cũng đẹp hết các bác nhá. Em sẽ qua thêm một vài mã nữa. Một mã số tiếp theo này, mã số T7, mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay, đó là một chiếc bếp đến từ nhà Paloma. Đấy, chiếc này cũng là dòng mặt sơn. Mã này thì em chỉ bán với giá là 1.700.000 thôi các bác nhá. 1.700.000 đồng cái mã bếp ga này thôi. Từ 1.700.000 đến 7 triệu, 8 triệu nhà em đều sẵn kho rất là nhiều. Hôm nay thì chỉ làm một video rất là ngắn, báo giá một số mẫu bếp ga đang sẵn có tại kho rồi. Nếu mà mình ưng 7 mã trong cái video này thì liên hệ trực tiếp cho em Hương nhé. Còn nếu mà mình chưa có ưng được ấy, thì gọi điện liên hệ với em để em sẽ gửi những cái mẫu khác, hoặc là ngày mai hàng về sẽ có nhiều mẫu hơn để cho các anh chị có nhiều cái sự lựa chọn hơn ạ. Ê, hàng đang rất là nhiều các bác ạ. Đấy, dụ như là một mẫu thì sẽ có tầm 5-7 chiếc, nên là em chỉ chọn những cái chiếc nào mà đại diện thôi. Rồi lên trên kênh, các anh chị ưng cái mã này mà bán rồi thì em sẽ gửi những cái mẫu tương tự và sẽ test bếp, gửi video hình ảnh qua cho cả nhà nhá. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Một video ngắn gọn báo giá 7 mẫu bếp ga. Mình ưng cái mã nào thì liên hệ cho em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo của em Hương ạ.